Khánh Duy xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 232 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lúc bấy giờ, giao long màu lam thẫm ở giữa không trung nhìn thiếu niên áo trắng dừng lại ở phía xa. Nó phát ra thanh âm vang vọng trong thiên địa. Tiểu tử, đánh mệt rồi sao? Mới nãy còn khùng, cứng đấu cứng với ta. Đã tiêu hao thần lực, pháp lực rất lớn phải không? Kỳ Linh ở phía xa mỉm cười nói, giọng nói cũng vang vọng. Lại đến lần nữa, nếu lần này người vẫn đỡ được thì ta sẽ dừng tay. Kiều Trần đứng xa xem cuộc chiến bị giật mình. Bác Minh, gần 200 dị thú trên bầu trời đại dương bao la tò mò mà nhìn. Tiểu tử đó dám nói lời như vậy sao? Không lẽ hắn ngộ ra cách thắng rồi ư? Chờ xem hắn sẽ làm thế nào. Chúng nó muốn xem lần cuối cùng này Bắc Minh đạo quân sẽ dùng chiêu gì. Kỳ Linh hành động cực kỳ cuồng mãnh. Kỳ Linh hóa thành luồng sáng lao hướng giao long màu lam thẫm ở trong không trung phía xa. Kỳ Linh ba đầu sáu tay, một lần nữa sáu bàn tay cùng cầm sáu thanh Bắc Hồng kiếm, uy năng hùng hồn hóa thành sương khói hình kiếm thô to bá đạo. Các phe đều khó hiểu. Lại chiêu kia ư? Chẳng phải giống nhau hay sao? Giao long màu lam thẫm đối chiến với Kỳ Linh cũng thắc mắc. Nó lập tức giống to lao lên, vì thân pháp và kiếm thuật của Kỳ Linh làm cho giao long màu lam thẫm rất khó né. Nó chỉ có thể cứng đối cứng. Vụt! Khi giao long màu lam thẫm xông hướng Kỳ Linh, bỗng đuôi rồng quất tới, tựa như cây roi dài xé gió quất vào hắn. Kỳ Linh quát to, nát cho ta! Tiếng quát rung trời, kiếm sương khói nửa ảo nửa thật bùng nổ uy năng chói lòa gấp ngàn vạn lần. Uy năng bùng nổ va chạm với đuôi con giao long. Ầm ầm ầm. Khoảnh khắc va chạm với kiếm của Kỳ Linh là giao long màu lam thẫm biết ngay không ổn, vì lúc trung cực kiếm đạo chi thiên băng thức bùng nổ mới lộ ra bộ mặt đáng sợ, và phút nữ nửa phun trào mới biết nó khủng khiếp thế nào. Trước đó tích lũy thì rất bình thường, không bắt mắt. Giao long màu lam thẫm cảm nhận lực xung kích khủng hồn đáng sợ liên miên trùng kích mỗi ngóc ngách thân thể. Thân thể băng giá chỉ chống cự được trong tích tắc rồi hoàn toàn vỡ vụn. Không chỉ lớp băng giá tầng ngoài mà cả bên trong cũng vỡ ra. Giao long màu lam thẫm tựa như khối băng bị đập nát, chớp mắt vỡ thành vô số phần. Kỳ Linh lảo đảo thụt lùi hơn 10 trượng, nhìn vô số khối băng vỡ ra, dòng khí bay ra tụ lại thành giao long màu lam thẫm ảo ảnh mơ hồ. Giao long màu lam thẫm ảo ảnh nhìn Kỳ Linh cười nói, thân thể băng giá ngưng kết 5 tháng vô tận của ta đã bị người đánh phá. Lợi hại, lợi hại, người thắng rồi. Kỳ Linh thở phào. Giao long màu lam thẫm ảo diệu hấp thu khí lạnh xung quanh, cơ thể từ từ ngưng thực, nhưng muốn phục hồi đến trạng thái cao nhất phải mất vạn năm. Giao long màu lam thẫm tiếp tục nói, thế nhưng chiêu này của ngươi chỉ đối phó được với ta, với con hỏa thú thì vô dụng. Ta am hiểu thân pháp biến hóa, hỏa thú thì am hiểu công kích cuồng mãnh. Giao long màu lam thẫm nói xong bay hướng đại dương màu lam thẫm lơ lửng trên mặt nước. Nhiều dòng nước vòng quanh người giao long màu lam thẫm, nó không ngừng hấp thu năng lượng. Gần 200 dị thú vây xem kinh thán bình luận, thắng ngư, hắn thật sự thắng ngư. Đường kiếm đó rất hùng mãnh, nổ nát luôn thân thể băng giá. Kiều Trần càng kích động, gã bay đến bên cạnh Kỳ Linh. Bác Minh, Bác Minh, người thắng rồi. Theo ta thấy, hai loại dị thú, một loại tỏa ra khí lạnh vô tận, một loại tỏa ra lửa vô biên, chắc là hai loại dị thú tương đối nhau thôi. Đẳng cấp thực lực là ngang ngửa. Người có thể đánh thắng một con thì có thể thắng con thứ hai. Có hy vọng thành công rồi. Kỳ Linh nhìn dị thú bốn vó màu lửa đỏ ở phía xa, nhỏ giọng mà nói, không thể lơ là. Có lẽ hai loại dị thú thực lực tương đương, nhưng có con dễ đánh bại, có con khó hạ gục. Kỳ Linh thuộc loại khó đánh bại, giỏi về phòng ngự hoặc thần thông hộ thể lợi hại thì càng khó hạ gục hơn. Giao long ra tay trước, dị thú bốn vó xếp sau. Ở mặt nào đó biểu minh dị thú bốn vó màu lửa đỏ khó chơi hơn nhiều. Giọng dị thú bốn vó màu lửa đỏ hùng hồn bá đạo, đánh bại ta thì hai tộc quần chúng ta sẽ không ngăn cản ngươi đâu. Ta không giống như con băng thú dễ đối phó. Tuy thiên thể hàn băng của chúng cứng rắn, có thể làm binh khí, nhưng cứng quá dễ gãy, quá cứng rắn ngược lại lại dễ bị nổ nát.
chúng nó ngưng kết thân thể hàn băng, thật ra rất vụng về. Trong đám sao long màu lam thẫm trên bầu trời phía xa, có một con gầm lên: hỏa thú các ngươi mới vụng về, toàn thân thể hàn băng chúng ta có thể làm binh khí. Lúc trước đấu với tiểu tử này chỉ là một thành viên bình thường của tộc ta, nếu là tộc trưởng chúng ta lên thì ngươi chống mắt xem hắn có thể để lại vết thương trên người tộc trưởng không. Dị thú bốn vó màu lửa đỏ liếc mắt qua hờ hững nói: thua là thua. Đồ ngu này, băng thú các ngươi mới ngu. Ồ, vậy đánh đi, chúng ta đánh thêm trận nữa nào. Đánh thì đánh, sợ gì ngươi. Rất nhanh hai tộc quần cãi lộn, chiến ý hừng hực. Kiều Linh và Kiều Trần trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Hai người không biết thế giới này không có sinh linh nào khác, hai tộc quần dị thú rảnh rỗi sinh nông nỗi hay đánh lộn, đánh đến trời đất quay cuồng. Chúng nó đánh nhau bình thường như ăn cơm uống nước vậy. Một con sao long màu lam thẫm trên bầu trời phát ra thanh âm già nua: đừng gấp gáp. Con sao long này trông thì bình thường nhưng hơi thở càng ẩn giấu, Kỳ Linh chưa từng chú ý đến nó. Sao long màu lam thẫm nói: lúc trước Chí Tôn có lệnh cho chúng ta sống tại đây ngăn cản tu hành giả, muốn đánh thì trở về sau đánh nhau, không muốn, công việc quan trọng hơn. Trong đám hỏa thú trên trời có một con dị thú bốn vó trông bình thường ra lệnh: đúng vậy, việc chính quan trọng hơn. Hai tộc quần nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Kỳ Linh và Kiều Trần động ý niệm: Chí Tôn có lệnh ư, xem ra chỗ này cũng là Chí Tôn sắp xếp, thế nhưng tại sao không đi trên bia đá lơ lửng kia. Trên đất liền dài hẹp, dị thú bốn vó màu lửa đỏ đứng giữa không trung, người rực cháy ngọn lửa, xung quanh có sóng nhiệt dâng trào. Đến đây đi, tới đây. Kỳ Linh hóa thành luồng sáng lao vào dị thú bốn vó màu lửa đỏ. Dị thú bốn vó màu lửa đỏ hành động, bốn vó đạp hư không, tốc độ bỗng tăng vọt, đột phá cực hạn thiên đạo gấp trăm lần, nhanh hơn sao long màu lam thẫm mảng lớn, chạy như bay siêu nhanh, cực mạnh. Dị thú bốn vó màu lửa đỏ hơi cúi đầu, sừng nhọn chĩa về phía trước. Bùm! Kỳ Linh thi triển trung cực kiếm đạo chi thiên băng thức, một kiếm phá không chém xuống đầu dị thú bốn vó màu lửa đỏ. Dị thú cũng không tiếp tục xông lên, tiếng nổ vang lên điếc tai. Dị thú bốn vó màu lửa đỏ bị chấn lùi lại hơn trăm trượng, Kỳ Linh bay ngược ngàn dặm mới ngừng lại. Kỳ Linh thầm gật gù nói: giống con sao long đã nói, dị thú này am hiểu công kích cuồng mãnh, rất mạnh, mạnh hơn trung cực kiếm đạo chi thiên băng thức của ta một bậc. Rất tốt, đối thủ như vậy mới rèn luyện được kiếm thuật của ta. Giờ này Kỳ Linh đang cần bước ra một bước then chốt để vào tứ bộ đạo quân, hắn cần sự khiêu chiến. Wow! Người của dị thú bốn vó màu lửa đỏ hừng hực ngọn lửa đạp hư không, càng thêm điên cuồng mà lao lên. Kỳ Linh hóa thành luồng sáng va chạm nhiều đợt với dị thú bốn vó màu lửa đỏ, hoặc là chí cương chí cường, hoặc là bóng người quỷ mị mơ hồ. Đôi khi Kỳ Linh biến mất, nhưng khi đến gần sẽ bị lửa nóng cháy buộc hiện hình. Đánh hết sức kịch liệt, nhiều đợt va chạm sinh ra dư ba quét hướng bốn phương tám hướng, khiến cho Kiều Trần xem cuộc chiến phía xa liên tục mà thụt lùi. Kiều Trần kích động hưng phấn nhìn: thật là lợi hại. Gần 200 dị thú vây xem cũng hào hứng mà đánh giá: ồ, thú vị, ngang sức nhau ư? Hỏa thú ưu thế là sức mạnh hơn, tiểu tử kia thì điểm mạnh là liên tục thay đổi. Nhưng theo ta suy đoán, chiến đấu như vậy tiêu hao thần lực pháp lực rất lớn, thời gian lâu tiểu tử đó khó giữ sức chiến đấu đỉnh cao nhất được. Hỏa thú có biển lửa vô tận bổ sung, có chiến đấu 10 năm 100 năm cũng giữ sức thôi, kéo dài trận chiến lâu tiểu tử đó sẽ thua thôi. Tiểu tử kia muốn thắng phải nhanh chóng giành chiến thắng trong thời gian ngắn, càng kéo dài thời gian thì đúng là rất có thể bị thua. Gần 200 dị thú vây xem hào hứng mà đánh giá. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, Kỳ Linh luôn chém giết với hỏa thú trên không trung, ngẫu nhiên đáp xuống đất. Thua chắc luôn rồi, nhìn xem, kiếm pháp của hắn ta không giữ được hình dạng sừng khói lúc trước nữa rồi. Chắc vì tiêu hao thần lực, pháp lực quá lớn, khó mà giữ được. Lâu như vậy thì hắn thua chắc rồi. Gần 200 dị thú vây xem, đa số đều phán như vậy. Kỳ Linh và hỏa thú đánh nhau rất lâu, ngày thứ ba hắn từ bỏ tâm kiếm thuật, vì dựa vào tâm kiếm thuật thì thực lực của hắn chỉ ngang ngửa với hỏa thú. Rất nhanh Kỳ Linh đã tìm được điểm yếu của hỏa thú, miễn hắn muốn thì có thể đánh bại nó trong một thời gian ngắn. Thế nhưng bây giờ Kỳ Linh khao khát nhất là đột phá đến tứ bộ đạo quân, hắn cần đối thủ rèn luyện mình. Vì vậy ác chiến đến ngày thứ ba, Kỳ Linh cố ý giả bộ như kiệt sức, từ bỏ tâm kiếm thuật.
Không có tâm kiếm thuật phụ trợ, thực lực của Ký Linh giảm mạnh, chỉ còn lại 50%, lập tức rơi vào thế yếu, bị hỏa thú áp chế. Rất tốt, có như vậy mới thử thách kiếm thuật càng tốt hơn. Kiếm pháp của ta còn nhiều sai sót, lúc trước không phát hiện ra. Năm thức này huyền diệu, phải hoàn toàn hợp nhất thì mới hoàn mỹ không khuyết điểm được. Kỳ Linh bị đè đầu mà đánh, bị trà đạp khiến hắn nắm rõ hơn nhiều sai sót trong kiếm thuật. Trong đầu có nhiều cảm ngộ, thế nhưng bấy nhiêu cảm ngộ chưa đủ. Muốn dung hợp tất cả thành trung cực kiếm đạo đệ tứ trọng, bước vào tứ bộ đạo quân còn cần rất nhiều cảm ngộ hơn nữa. Chớp mắt Kỳ Linh đánh với hỏa thú đã 19 ngày, các dị thú vây xem hoang mang và khó hiểu. Tiểu tử này có thể chống đỡ 19 ngày sao? Không dễ dàng, rõ ràng thực lực suy giảm mà chống cự lâu được như vậy cũng khá quá. Thua cũng là giỏi rồi. Kỳ Linh cầm 6 thanh kiếm chật vật, trái né phải đỡ, chợt hắn lắc người, mắt tóe tia sáng sắc bén. Kết thúc đi. Ông kiếm quang lại hóa thành xương khói hình kiếm, uy lực bỗng tăng vọt gấp đôi, bùng một tiếng va chạm với dị thú bốn vó, làm cho nó không kịp phản ứng, bị lảo đảo. Xoẹt 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 xoẹt. 6 thanh kiếm của Kỳ Linh chợt biến mất. Hắn áp sát gần người dị thú bốn vó mới bị lửa đốt hiện hình. 6 thanh kiếm như chim công xòe đuôi, hết sức rực rỡ, vô cùng quỷ mị. Tuy dị thú bốn vó dũng mãnh, nhưng nhờ vào trung cực kiếm đạo chi thiên băng thức, tích huyết thức ảnh hưởng dị thú bốn vó, cuối cùng dựa vào trung cực kiếm đạo chi vô ảnh thức nhanh chóng quấn quanh người dị thú bốn vó. Thần kiếm giống như nhiễu chỉ nhu, nhanh chóng biến mềm và dài từng vòng, quấn quanh trói lại dị thú bốn vó, rực cháy ngọn lửa. Hỏa thú bị trói vẫn không tin được. Không thể nào, sao có thể như vậy được? Dị thú bốn vó màu lửa đỏ nhớ rõ cảnh vừa rồi. Trung cực kiếm đạo chi tích huyết thức, thiên băng thức, vô ảnh thức, mấy ngày nay nó đã ngăn cản các thức này rất nhiều lần, không thể nào uy hiếp được nó. Tại sao lúc này nó lại bị thua? Nếu như Kỳ Linh chỉ thi triển một chiêu tích huyết thức, thiên băng thức và vô ảnh thức thì không thể uy hiếp được dị thú bốn vó màu lửa đỏ. Nhưng nếu ba thức phụ trợ cho nhau, hơn nữa hỏa thú bị khuyết điểm thân pháp, thế là bị chịu trói, phối hợp hữu hiệu sẽ tăng lên uy lực rất nhiều. Hỏa thú bị trói vẫn cố gắng vùng vẫy, vặn vẹo người mà giống to. Đến nữa, làm lại lần nữa nào, ta không phục, không phục. Kỳ Linh nhìn con hỏa thú bộ dạng không phục, thầm nghĩ. Nếu không phải lấy ngươi tu luyện kiếm thuật của ta, thì ngày đầu tiên ta đã bắt giữ ngươi rồi. Một giọng nói già nua vang lên. Thua là thua. Trong gần 100 con hỏa thú ở phương xa, có tộc trưởng bay đến. Hỏa thú bị trói không phục nói. Tộc trưởng, ta... Nhìn ngươi xem, đã bị trói thành như vậy rồi. Tộc trưởng hỏa thú nhìn hướng Kỳ Linh nói. Kiếm thuật của vị tiểu hữu này, hoặc là chí dương chí cương, hoặc là chí âm chí nhu, hoặc mau hoặc chậm, phòng ngự viên mãn, không có sơ hở gì. Kiếm thuật của hắn chớp mắt bùng nổ, bắt giữ ngươi. Tuy có phần do ngươi sơ sẩy, thế nhưng nếu ngươi cẩn thận thì vẫn không chống đỡ được lâu đâu. Kỳ Linh thầm giật mình, ánh mắt của vị tộc trưởng này thật cao. Kỳ Linh có thể chớp mắt bắt giữ được dị thú bốn vó màu lửa đỏ, đúng là vì lúc trước hơn 10 ngày không thi triển tâm kiếm thuật, lần này đột nhiên sử dụng, uy lực tăng vọt, làm con hỏa thú không kịp trở tay nên mới bị bắt ngay. Nếu đối phương có chuẩn bị trước, tuy vẫn sẽ bị bắt nhưng tuyệt đối không nhẹ nhàng như thế này. Hỏa thú bị trói ngoan ngoãn cúi đầu. Vâng. Tộc trưởng có uy tín rất cao, tộc trưởng hỏa thú nhìn hướng Kỳ Linh nói. Tiểu tử, người đã thắng rồi. Từ giờ phút này, hai tộc quần ta sẽ không ngăn cản ngươi. Kỳ Linh vươn tay, bắt cổng kiếm, trói hỏa thú nhanh chóng bay về tay hắn. Kỳ Linh cung kính hành lễ. Hai lần chiến đấu cho ta thu hoạch được rất nhiều. Vèo. Trong gần 100 con giao long màu lam thấm phía xa, có tộc trưởng băng thú, hơi thở giấu kín bay ra, đáp xuống bên cạnh cười nói. Đã lâu lắm rồi mới có đạo quân vượt qua được thử thách. Kỳ Linh tò mò hỏi, lần trước đạo quân qua được thử thách là khi nào vậy? Tộc trưởng băng thú nhìn xuống Kỳ Linh nói, lâu lắm rồi, hơn 90 vạn hỗn độn kỷ nguyên thì phải, hình như tên là Thương Hàn đạo quân. Kỳ Linh nghi hoặc hỏi lại, Thương Hàn ư? Kiều Trần thắc mắc, Thương Hoàn đạo quân ư, đó là ai vậy? Có thể vượt qua thử thách thì thực lực chắc không thua gì Kỳ Linh bây giờ, nên nổi tiếng mới đúng. Tuy đã qua hơn 90 vạn hỗn độn kỷ nguyên, ít người biết đến, nhưng thân phận địa vị như Kỳ Linh, Kiều Trần biết nhiều bí tân, biết các đời đạo quân yêu nghiệt chói trang, nhưng hai người chưa từng nghe nói siêu yêu nghiệt tên Thương Hàn đạo quân. Tộc trưởng băng thú nói,
Nghe Thương Hàn đạo quân bảo hắn là được một nhánh tộc Vĩnh Hằng tên là nhánh Viêm Long mời đến. Kỳ Linh, Kiều Trần ngạc nhiên. Một chi nhánh khác ư? Kỳ Linh thắc mắc hỏi dồn. Vực giới khác cũng có tộc Vĩnh Hằng hay sao? Tộc trưởng băng thú cười bí hiểm. Tộc Vĩnh Hằng lai lịch phi phàm, Viêm Long vực giới chỉ là một chi nhánh. Không thì chỉ bằng và bọn họ sao có thể tạo ra pháp bảo như Vĩnh Hằng quốc gia đây? Kỳ Linh và Kiều Trần hiểu ra, Vĩnh Hằng quốc gia làm các chúa tể không dám đến gần, chỉ dựa vào vài Vĩnh Hằng đế quân của tộc Vĩnh Hằng đúng là không có nhiều khả năng tạo ra được. Lúc trước Kỳ Linh, Kiều Trần còn tưởng đâu tộc Vĩnh Hằng đi mạo hiểm dù được kỳ bảo, giờ nghe mới biết nó được tạo ra. Tộc trưởng băng thú lắc đầu thổn thức nói, Thương Hàn đạo quân khi ấy đã thất bại hợp đạo, trước khi chết đi được mời đến Viêm Long vực giới, không tiếc mạng sống liên tiếp đánh bại hai tiểu tử tộc ta và tộc Hỏa Thú. Sau trận chiến đấu đó, tốc độ chân linh của hắn tán loạn càng nhanh, chỉ còn vài vạn năm thọ mệnh. Đạo quân càng nghịch thiên thì hợp đạo càng khó. Đáng tiếc mà. Nỗi lòng Kỳ Linh phức tạp, nếu hắn hợp đạo không thành công cũng sẽ cố gắng phát huy hết sức còn lại trợ giúp tam giới. Hợp đạo thất bại thì chân linh sẽ từ từ tán loạn, nếu không sử dụng thần lực, pháp lực còn sống lâu được một chút. Nếu chiến đấu kịch liệt thì tốc độ chân linh tán loạn sẽ tăng nhanh. Số lần chiến đấu càng nhiều, chân linh tán loạn càng nhanh khủng khiếp, tuổi thọ không ngừng rút ngắn, khi hoàn toàn tan vỡ cũng là lúc phải chết. Giọng tộc trưởng băng thú liền hiền hòa nói, tộc Vĩnh Hằng nhánh Viêm Long thường khoảng 100 vạn hỗn độn kỷ nguyên sẽ đến hái trái cây vạn kiếp thánh huyết quả một lần. Vì 100 vạn hỗn độn kỷ nguyên là trái cây vạn kiếp thánh huyết quả sẽ mọc đầy, bọn họ hoặc là phái đạo quân trong tộc quân, hoặc mời một số đạo quân cực mạnh hỗ trợ. Kỳ Linh và Kiều Trần gật gù. Thường mỗi khi cách 2-3 thời đại sẽ sinh ra đạo quân sánh ngang với Kỳ Linh, hoặc là người tu tập tâm kiếm thuật, hoặc được báu vật vũ trụ, hoặc được binh khí đặc biệt gì. Như huyết nhẫn của Hiểu Mộc đạo quân là binh khí đặc biệt. Chúa tể giáp bi của Kỳ Linh có uy lực rất lớn, cùng đẳng cấp với huyết nhẫn, nhưng chúa tể giáp bi dùng để phòng ngự, hay giống Kỳ Linh nuôi dưỡng thần binh bản mệnh đến đẳng cấp siêu cao. Vĩnh Hằng đế quân cường đại có tuổi thọ lâu dài, bình thường có thể nuôi dưỡng thần binh bản mệnh đến đẳng cấp siêu cao. Tuổi thọ của đạo quân ngắn ngủi, bình thường khó nâng uy năng thần binh bản mệnh lên được rất cao, nhưng ngẫu nhiên sẽ ra yêu nghiệt. Bắc Cổng kiếm của Kỳ Linh là binh khí cực kỳ đáng sợ, tăng uy lực thiên băng thức tích huyết lên gấp 5 lần. Nếu bản thân đạo quân đủ yêu nghiệt thì hoàn toàn có thể hy vọng đến đẳng cấp thánh thành chi chủ. Tộc trưởng băng thú lại mở miệng nói, nếu chúng ta không đoán sai, chắc các ngươi không phải được tộc Vĩnh Hằng mời đến. Đám dị thú trên bầu trời giật mình kêu lên, sao? Cái gì? Bọn họ không được tộc Vĩnh Hằng mời đến sao? Không thể nào. Chúng nó đa phần cho rằng tộc Vĩnh Hằng mời Kỳ Linh, Kiều Trần đến hỗ trợ. Kỳ Linh, Kiều Trần giật nảy mình. Tộc trưởng Hỏa Thú ở bên cạnh nói, từ lúc các ngươi đến đây là biết ngay ít biết chuyện. Nếu được tộc Vĩnh Hằng mời thì nên quen thuộc tình huống này. Các ngươi hoàn toàn không rõ ràng một số quy tắc thử thách cơ bản. Kỳ Linh, Kiều Trần bất đắc dĩ, đúng là hai người không biết. Kiều Trần chuyển âm nói, Bắc Minh, nếu những dị thú này tấn công chúng ta thì ta sẽ mang ngươi trốn đi ngay. Tộc trưởng băng thú cười dài, hai người cũng đừng quá lo, chúng ta phụng mệnh chí tôn trông chừng tại đây, ngăn cản mỗi đạo quân đế quân đến gần. Miễn vượt qua thử thách thì chúng ta sẽ không cản trở nữa. Còn có phải tộc Vĩnh Hằng hay không chẳng liên quan đến chúng ta. Tộc trưởng Hỏa Thú nhìn thấu ý tưởng của Kỳ Linh và Kiều Trần, yên tâm đi, nếu muốn giết các ngươi thì đã sớm ra tay rồi. Kỳ Linh, Kiều Trần khá tự tin vào mình, bọn họ có được báu vật trong di tích Tây Tư tộc để lại, có lệnh bài chí tôn, muốn chạy trốn cũng không khó. Kỳ Linh liền hỏi, tất nhiên vãn bối tin tưởng hai vị tiền bối rồi, dám hỏi hai vị tiền bối, cây ăn trái phía trước thật sự là cây vạn kiếp thánh huyết quả sao? Tộc trưởng Hỏa Thú đáp, dĩ nhiên rồi. Kỳ Linh nghi hoặc hỏi, thế nhưng sao không giống như cây ta biết vậy? Ta nghe nói cây vạn kiếp thánh huyết quả nhỏ hơn nhiều, tối đa chỉ kết 3 trái mà thôi. Tộc trưởng Hỏa Thú giải thích rằng, gốc cây vạn kiếp thánh huyết quả này khác với loại bình thường, quý giá hơn gấp 100 lần. Mỗi trái cây của nó thần kỳ hơn trái cây vạn kiếp thánh huyết quả ở bên ngoài. Nói nhiều cũng vô dụng, các người hái nó rồi cẩn thận cảm nhận nên biết ngay. Kỳ Linh và Kiều Trần líu lưỡi. Kỳ Linh kích động
trăm lần ư? Một gốc cây vạn kiếp thánh huyết quả thực sự là một bảo bối, đủ làm cho chúa tể động lòng thèm muốn. Nếu quý giá gấp trăm lần thì Kỷ Linh đoán rất gần giá trị của Xích Ba Điện, dù không bằng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Kỷ Linh không kiềm chế được hỏi: toàn bộ báu vật của chúa tể chắc không bằng một gốc cây ăn quả này đúng không? Tộc trưởng Hỏa Thú nói: đương nhiên không sánh bằng được. Nhánh Viêm Long tộc, tộc Vĩnh Hằng xem cây ăn trái này là của quý. Kỷ Linh lập tức quyết định, hắn không chỉ hái trái mà còn nhổ tận gốc, bứng cây vạn kiếp thánh nhất quả bí ẩn đặc biệt này đi, không tiếc mọi giá phải mang nó đi. Cây ăn trái bí ẩn này có lẽ có thể mời được Chí Tôn hỗ trợ cứu sư tỷ, mục tiêu ngay ở trước mắt, sao có thể không chạm vào được đây? Kiều Trần truyền âm hỏi: Bác Minh, ngươi muốn bứng cây ăn trái cứu đạo lữ của mình sao? Việc Kỷ Linh muốn cứu tình yêu của mình không phải là chuyện bí mật. Sau Xích Ba Điện, Kỷ Linh đi gặp cao tầng 6 thế lực lớn, từng nêu ra trả giá đảo ngược thể không, hồi sinh đạo lữ mình yêu. Lúc ấy Kiều Trần cũng có mặt nên biết được việc này. Kỷ Linh truyền âm đáp lại: gốc cây vạn kiếp thánh huyết quả này nghe ra rất quý giá, chắc có hy vọng mời được Chí Tôn. Lần này ta phải mạo hiểm một phen, việc này tạm thời giữ bí mật. Nếu chúng ta đòi bứng cây, không chừng hai tộc quần dị thú sẽ ngăn cản. Ta định chờ đến phút cuối cùng mới bứng cây, sau khi làm xong lập tức rời khỏi ngay. Kiều Trần mừng cho bằng hiếu tốt của mình: được, ta nghe lời ngươi. Cây vạn kiếp thánh huyết quả rất quý giá, nhưng Kiều Trần cũng không để bụng. Kỷ Linh, Kiều Trần đi hướng cây vạn kiếp thánh huyết quả. Tộc trưởng băng thú, Hỏa Thú đi trước dẫn đường. Tộc trưởng băng thú trầm giọng nói: chúng ta sẽ không ngăn cản Bắc Minh đạo quân làm việc. Thế nhưng Kiều Trần đạo quân chưa qua thử thách, chúng ta chỉ cho phép ngươi đứng bên cạnh nhìn, cấm đụng chạm vào, không được hái một trái nào. Nếu ngươi dám hái thì đừng trách chúng ta giết ngươi. Kiều Trần đáp: ta hiểu rồi. Kiều Trần bất đắc dĩ thầm nghĩ: ta tên là Xích Thủy đạo quân, không phải Kiều Trần đạo quân. Kiều Trần không muốn phân bua gì, dù sao sau khi rời đi sẽ không gặp lại, cần gì giải thích dài dòng đây. Rất nhanh Kỷ Linh, Kiều Trần đến dưới cây vạn kiếp thánh huyết quả, hai người đã bị rung động. Nguyên cái cây ăn quả cao trăm vạn trượng, thân cây như cột chống trời, nhánh cây gấp khúc như những quả cầu lông, mỗi cái lá tràn ngập sức sống rào rạt, trái cây treo trên cành. Kỷ Linh và Kiều Trần từ xa nhìn cái cây đã cảm ứng dao động, giờ quan sát khoảng cách gần, dao động đó xâm nhập vào tâm linh hai người. Từng đợt dao động ảnh hưởng hơi thở của Kỷ Linh và Kiều Trần. Kỷ Linh không kiềm được tán thán: bảo bối tốt mà. Kiều Trần kinh thán: gây rung động lớn hơn những cây ăn trái đã thấy ở Xích Ba Điện. Cây ăn trái bí ẩn này cho bọn họ cảm giác hơi thở vượt qua uy áp của chúa tể, lòng Kỷ Linh háo hức. Những cây ăn trái đó cộng lại cũng mới bằng cái cây này, đương nhiên rung động rồi. Tộc trưởng băng thú ở bên cạnh nhắc nhở: tộc Vĩnh Hằng bày ra các lớp cấm chế quanh cây vạn kiếp thánh huyết quả, các ngươi có pháp môn mở cấm chế không? Kỷ Linh và Kiều Trần sừng sốt. Kỷ Linh phất tay một cái, một luồng dao động pháp lực lan tỏa, cấm chế ẩn trong vô hình lập tức tỏa sáng, vô số phủ văn chuyển động khiến cho Kỷ Linh biến sắc mặt. Hai người không được tộc Vĩnh Hằng mời đến nên không có pháp môn mở cấm chế. Kỷ Linh chợt kinh ngạc nói: hình như cũng không quá mạnh. Theo mới rồi xem xét thì uy năng của những cấm chế này có thể bị kiếm thuật phá trong thời gian ngắn. Tộc trưởng băng thú nói: tất nhiên không quá mạnh, vì vào trong toàn là đạo quân, do những đạo quân xông vào đó bài bố, bọn họ mang nhiều trận pháp đến để bài bố. Đáng tiếc trận pháp chỉ có vận chuyển tự nhiên, không có trận pháp chủ trì nên uy năng càng bình thường. Kỷ Linh và Kiều Trần gật gù: trận pháp có chủ trì thì uy lực tăng vọt, không ai điều khiển mà vận chuyển tự nhiên thì uy năng yếu hơn nhiều. Tộc Vĩnh Hằng không có cách nào, không lẽ phái đạo quân canh giữ ở đây ư? Tuổi thọ của đạo quân mới có 108,000 hỗn độn kỷ nguyên, phái Vĩnh Hằng đế quân đi ư? Vĩnh Hằng đế quân không vượt qua được thử thách được. Tộc trưởng băng thú nói: tuy uy năng bình thường nhưng số lượng rất nhiều. Theo ta được biết, tộc Vĩnh Hằng bày ra hơn 8 vạn trận pháp. Nếu có pháp môn mở ra thì các ngươi có thể nhẹ nhàng mà đi vào. Nếu như không có, vậy phải phá hết hơn 8 vạn trận pháp mới đến gần cây vạn kiếp thánh huyết quả được. Tộc trưởng Hỏa Thú cười nói: không phá trận pháp thì không lấy được một trái nào. Hai tộc trưởng cười nhìn Kỷ Linh, chờ xem tiểu tử này sẽ làm cách gì. Kỷ Linh biến sắc mặt nói: sao, hơn 8 vạn trận pháp ư? Kỷ Linh mới chỉ xem xét trận pháp vòng ngoài cùng, uy lực bình thường,
hắn dựa vào kiếm thuật có thể phá được. Nhưng hơn 8 vạn trận pháp ư, vậy phải phá bao lâu đây? Nếu có cái nào uy năng mạnh một chút thì càng rắc rối. Kiều Trần truyền âm: Bắc Minh, hay chúng ta sử dụng bó vật cấp chú tể? Kiều Linh truyền âm từ chối: Không, hai ta có ít bó vật cấp chú tể, dùng rồi là hết luôn. Thứ đó để giữ mạng và phút then chốt thôi. Ta sẽ tìm cách, dù hao phí 100 vạn năm, ước năm đi chăng nữa, còn tốt hơn là dùng hết bó vật cấp chú tể. Hơn nữa có dùng bó vật đó, ta cũng không cho rằng sẽ giúp được nhiều đâu. Kỳ Linh biết rõ hắn và Thánh Thành chi chủ thật sự đánh nhau có lẽ sẽ bị rơi vào thế yếu, nhưng hắn có sức chiến đấu đẳng cấp An Thần Đế Quân, Trung Cực Kiếm Chi Đạo Chi Thiên Băng, đánh ra một kích hết sức uy năng khá lớn, phòng chừng không anh phá được một tầng trận pháp. Tuy bó vật cấp chú tể lợi hại nhưng chỉ mạnh hơn Kỳ Linh một cấp bậc, chênh lệch với chất có thể nghiền áp những trận pháp này. Nhưng một lần công phá ngàn tầng trận pháp đã là hay, nơi đây có đến hơn 8 vạn trận pháp. Để ta thử xem sao. Kỳ Linh lắc người biến ra ba đầu sáu tay, cầm 6 thanh Bắc Khổng kiếm. Kỳ Linh đứng cạnh xem, gã chỉ có thể trơ mắt nhìn, không cách nào hỗ trợ. Kỳ Linh mắt lóe tia sáng lạnh, thi triển ra chiêu có tính xuyên thấu mạnh nhất: Trung Cực Kiếm Đạo Tích Huyết Thức. Xoẹt 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 xoẹt, 6 xương khói hình kiếm liên tục đâm vào cùng một điểm trận pháp đằng trước. Lực xuyên thấu cường đại khiến cho trận pháp ngoài cùng dâng lên vầng sáng, vô số phù văn chuyển động. Kỳ Linh lại đổi chiêu khác: Trung Cực Kiếm Đạo Chi Thiên Băng. Trận pháp có nhiều loại, có trận pháp rất mềm dẻo, chiêu thức thô bạo chỉ vô dụng, phải dựa vào chiêu thức có tính xuyên thấu. Có trận pháp thì cương mãnh, không thể phá, không thể xuyên thấu, đổi dùng thiên băng thức có uy năng khủng khiếp sẽ đem đến hiệu quả càng lớn. Có trận pháp là ảo cảnh, nơi này không giống lúc phá trận ở Xích Ba Điện, phá trận là thử thách, còn trận pháp nơi này là tộc Vĩnh Hằng để lại, phòng ngừa ngăn cản người ngoài tộc mang báu vật đi, họ sẽ tìm hết cách để phòng thủ. Ha, trận pháp không có người điều khiển, nếu tiêu hao uy năng quá lớn, cung ứng không kịp thì chỉ có một kết quả là bị phá mà thôi. Kỳ Linh nhanh chóng phát hiện sai sót của trận pháp này, Tích Huyết Thức dồn dập công kích vào. Hơn nửa canh giờ sau, tuy trận pháp tự động bổ sung uy năng nhưng không kịp tiêu hao đã bị công phá. Kỳ Linh vừa công phá vừa tiện tay hủy đi một trận cơ, nếu không phá hủy thì trận pháp sẽ nhanh chóng tự động khôi phục lại, khi đó hắn sẽ bị nhốt chết ở trong trận pháp. Các trận pháp phù hợp nhau khiến cho Kỳ Linh phá trận lại càng khó khăn hơn. Kỳ Linh buộc phải dùng pháp lực điều khiển Bắc Khổng kiếm công kích khu vực khác nhau của các trận pháp. Phá cho ta! Từng tầng trận pháp bị Kỳ Linh công kích tan vỡ. Mặc dù tộc Vĩnh Hằng tốn nhiều công sức đặt trận pháp, nhưng không có người chủ trì đã định trước uy năng sẽ rất yếu. Thời gian trôi qua, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm, 100 năm, rồi ngàn năm. Kỳ Linh vừa phá trận, vừa nghiên cứu kiếm thuật. Kỳ Linh cảm giác được như đấu vô hình với các cao thủ trận pháp nhiều đời. Những trận pháp này có một số là tộc Vĩnh Hằng tự luyện chế, một số khác là mua từ bên ngoài. Mỗi một lần công phá thành công không dễ dàng. Trong quá trình công phá, Kỳ Linh có cảm ngộ mới về kiếm thuật. Kỳ Linh thổn thức nghĩ thầm: Đáng tiếc tâm kiếm thuật của ta mãi không có đột phá, quá khó khăn từ thức thứ 10 đột phá đến thức thứ 11. Mỗi một chiêu Kỳ Linh đánh ra có tâm kiếm thuật phụ trợ, thi triển xương khói kiếm, nên biết sau khi nhập môn tâm kiếm thuật, thực sự từ thức thứ 8 đến thức thứ 10 chỉ tính là giai đoạn đầu tiên, thức thứ 11 và 12 là giai đoạn thứ 2, thức thứ 13, 14 là giai đoạn thứ 3, thức thứ 15 là giai đoạn cuối cùng. Giờ Kỳ Linh đang ở giai đoạn 1, muốn bước vào giai đoạn thứ 2 nhưng vô cùng khó khăn. Lúc trước trong truyền thừa của hơn 300 chú tể có pháp môn tương tự kết hợp hoàn mỹ tâm lực, thần lực và pháp lực. Nhưng Kỳ Linh là cao thủ kiếm đạo, bắt tay từ kiếm đạo sẽ cảm ngộ nhanh nhất, nên tâm kiếm thuật là thích hợp với hắn nhất. Pháp môn khác chỉ để tham khảo. Tham khảo pháp môn khác khiến cho Kỳ Linh hiểu rằng muốn cho tâm kiếm thuật thật sự đại thành chỉ có một con đường là cực tỉnh vu đạo, đạo mới có thể thành. Biết dễ nhưng khó làm, dù đã hiểu thế nhưng Kỳ Linh vẫn không thể đột phá. Nếu dễ dàng đột phá như vậy, tâm kiếm thuật đã không chỉ có một mình tâm kiếm đế quân đại thành suốt bao nhiêu năm tháng dài dòng. Sau hơn 1.800 vạn năm, 6 thanh Bắc Khổng kiếm lơ lửng trên trời liên tục đâm xuống, hóa thành ảo ảnh. Phập một tiếng, trận pháp cuối cùng đã bị Kỳ Linh công phá. Kiều Trần ở xa xem mà mừng rỡ reo lên: Thành công rồi! Tộc trưởng băng thú hỏa thú cũng kinh thán: Ồ, chỉ dựa vào kiếm thuật công phá hơn 8 vạn trận pháp sao?
Những trận pháp này hầu như bao gồm mọi loại hình như ảo cảnh, lạc lối vân vân. May mắn Kỳ Linh là tu hành giả tâm lực, không bị dụ dỗ, không thì khó giải quyết tất cả trận pháp được. Kỳ Linh mặc áo trắng đứng đó, sáu thanh Bắc Hồng kiếm ở giữa không trung giáng xuống, chui vào vỏ kiếm sau lưng hắn. Kỳ Linh thở phào. Kỳ Linh cảm giác hơn 1.000 năm cố gắng hết sức phá trận là cuộc chui rèn kiếm thuật. Hắn có nhiều cảm ngộ về kiếm thuật. Kỳ Linh thầm cảm thán rằng vẫn chưa có manh mối bước vào trung cực kiếm đạo đệ tứ trọng, muốn thành đạo quân tứ bộ thật khó. Kỳ Linh không quá thất vọng, chỉ cần hắn luôn tiến bộ thì rồi sẽ có một ngày đột phá. Tộc trưởng băng thú liền lên tiếng: Bắc Minh tiểu hữu, những trái cây này rất là phi phàm, vạn kiếp thánh huyết quả bình thường không cách nào so sánh được đâu. Kỳ Linh quay đầu nhìn sang sau lưng mình, tộc trưởng băng thú, hỏa thú cũng nhìn Kỳ Linh. Gần 200 dị thú ở phía xa nhìn chằm chằm, hơn 1.000 vạn năm không là gì đối với chúng nó cả. Kỳ Linh, Kiều Trần lướt nhau, hai người biết mình nên làm gì. Kiều Trần truyền âm nói: Phải cẩn thận. Kỳ Linh truyền âm lại: Yên tâm. Kỳ Linh lắc người biến lớn nguy nga như ngọn núi cao trăm vạn trượng, cao ngang ngửa gốc cây vạn kiếp thánh huyết quả. Tộc trưởng hỏa thú cười nói: Ồ, biến lớn như vậy sao? Kỳ Linh vươn tay ra nhẹ nhàng hái một trái cây treo ở trên cành. Lớn như vậy mới dễ hái trái. Các trái màu đỏ rực bị Kỳ Linh hái xuống rồi cất đi. Một số trái cây đặc biệt có cách thức hái riêng, như dùng tay chạm vào loại cái cây nào đó nó sẽ tan biến. Vạn kiếp thánh huyết quả trong quá trình trưởng thành phải trải qua vạn kiếp mới lớn lên được. Dùng tay hái không sao cả, nó không mong manh như thế. Rất nhanh, 36 trái mọc ở các cành đã bị hái hết. Kỳ Linh cúi người hái trái cuối cùng, chật động ý niệm bỏ trái cây vào động thiên, rồi hắn vươn hai tay ôm thân cây, thần lực dâng lên bao trùm mỗi gốc cây vạn kiếp thánh huyết quả, bao mọc rễ cây, bảo vệ kỹ từng rễ cây và nhánh cây. Kỳ Linh gồng sức, lực lượng hùng hồn hoàn toàn bùng nổ ra. Lên! Vèo! Cây vạn kiếp thánh huyết quả chỉ là một cây ăn trái, như cái cây trong Thanh Hoa động phủ năm xưa bị động phủ chủ thi triển cấm chế. Kỳ Linh không thể nào tổn thương được cái cây đó, chỉ có thể hái ra một trái. Nhưng Kỳ Linh đã công phá hết hơn 8 vạn trận pháp cấm chế của cái cây vạn kiếp thánh huyết quả này. Không có bất cứ trận pháp cấm chế ngăn cản nên cây ăn trái này bị bứng dễ như chơi. Vèo! Cây vạn kiếp thánh huyết quả cao trăm vạn trượng bị rút ra khỏi bùn đất. Nhiều rễ cây, rễ nhánh đã bị rút ra. Một lớp thần lực bảo vệ bề mặt không bị hư hỏng gì. Tộc trưởng băng thú, hỏa thú, gần 200 dị thú ở phía xa đều ngạc nhiên nhìn cảnh ở trước mắt. À, cái này hắn ta... Một gốc cây vạn kiếp thánh huyết quả to lớn bị Kỳ Linh cao trăm vạn trượng bứng lên. Hắn làm quá nhanh, chúng nó không kịp phản ứng lại. Kỳ Linh động ý niệm: Thu! Cây vạn kiếp thánh huyết quả bị Kỳ Linh dễ dàng thu vào động thiên. Sau khi thu cây vạn kiếp thánh huyết quả, vốn Kỳ Linh kích động hưng phấn định mang theo Kiều Trần chạy trốn, gã đã hóa thành luồng sáng bay tới chỗ hắn. Giây sau Kỳ Linh liền biến sắc. Sau khi cây vạn kiếp thánh huyết quả bị nhổ để lại cái hố sâu lớn dưới đất, tận cùng cái hố có đoàn chất lỏng màu đỏ hình tròn như máu đông lại, to vạn trượng. Nó lăn lộn như mặt trời đỏ máu. Ban đầu cây vạn kiếp thánh huyết quả ngăn cản nên Kỳ Linh không hề cảm giác ra hơi thở của nó. Giờ cây vạn kiếp thánh huyết quả bị bứng lên, uy áp hùng hồn như đến tận cùng cổ xưa hoàn toàn khuếch tán, tựa như con kiến đối diện trời sao mênh mông vậy. Uy áp khuếch tán, Kỳ Linh biến sắc mặt, hắn cảm thấy nghẹt thở, quá đáng sợ. Chất lỏng màu đỏ hình tròn mạnh hơn xa mấy vị chúa tể mà Kỳ Linh chính mắt thấy. Hơi thở của chúa tể dù mạnh nhưng không cách nào so sánh với hình tròn mặt trời đỏ như máu này. Thực lực của Kỳ Linh bây giờ có thể nói cười trước mặt chúa tể, nhưng đối diện với chất lỏng đỏ như máu, hắn thấy sợ từ tận đáy lòng. Đó là nỗi sợ hãi đến từ bản năng của sinh mệnh. Kiều Trần lao đến định cùng Kỳ Linh chạy trốn, bị chất lỏng đỏ như máu to vạn trượng làm cho ngây người. Đây là cái gì vậy? Tộc trưởng băng thú cười nói: Bạc Minh tiểu hữu, có mang đi cái cây vạn kiếp thánh huyết quả đó cũng vô dụng thôi. Nó thần kỳ là nhờ giọt máu kia. Kỳ Linh, Kiều Trần đứng song song, hắn tùy thời có thể rời khỏi thế giới này, nhưng hắn không gấp gáp. Kỳ Linh hỏi: Ta đã bứng cây vạn kiếp thánh huyết quả, thế nhưng các ngươi không để bụng sao? Tộc trưởng băng thú cười nói: Tại sao ta phải để ý chứ? Thật lâu trước kia thế giới này không có cây vạn kiếp thánh huyết quả, giờ ngươi có bứng đi cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta cả. Kiều Trần hỏi:
Nếu chỗ này vốn không có thì cây vạn kiếp thánh huyết quả là đến từ đâu vậy? Và ngươi nói hình tròn máu to vạn trượng này là một giọt máu ư? Tộc trưởng băng thú trả lời: đúng rồi, là một giọt máu. Giọt máu của Ba Lâm Chí Tôn hao phí vô số tâm lực luyện hóa ra, ẩn chứa thần diệu vô tận. Kỳ Linh và Kiều Trần hiểu ra. Sao? Máu của Chí Tôn sao? Đây không phải một giọt máu đơn thuần trên người Ba Lâm Chí Tôn, vì y hao phí vô số tâm lực mới luyện hóa ra nó. Hèn gì giọt máu này đáng sợ như vậy? Tộc trưởng băng thú kể: lâu thật lâu trước kia, Ba Lâm Chí Tôn để lại giọt máu này. Chúng ta phụng lệnh Chí Tôn ngăn cản tất cả tu hành giả, dù là đạo quân hay đế quân phải qua thử thách mới được đến gần giọt máu đó. Về sau tộc Vĩnh Hằng xuất hiện nơi đây, đi đến nơi này. Bọn họ phát hiện máu của Chí Tôn quá mạnh nên nghĩ ra một cách là trồng cây vạn kiếp thánh huyết quả, sức sống cực kỳ ngoan cường tại đây. Cây vạn kiếp thánh huyết quả tràn ngập sức sống vô tận, rễ của nó tự nhiên quấn máu Chí Tôn. Qua năm rộng tháng dài, nó bắt đầu lột xác chuyển hóa, rốt cuộc có thể hấp thu máu của Chí Tôn. Sau khi hấp thu máu của Chí Tôn thì thân hình cây vạn kiếp thánh huyết quả lại càng khổng lồ, kết trái nhiều hơn, mãi đến khi nó cao trăm vạn trượng, mọc ra 36 trái. Mỗi trái đều đặc biệt hơn vạn kiếp thánh huyết quả bình thường bên ngoài, vì nó mọc ra từ chất dinh dưỡng máu của Chí Tôn. Tộc trưởng băng thú tiếp tục nói: giờ ngươi bưng cây vạn kiếp thánh huyết quả này đi. Tuy cây ăn trái này hấp thu hơn 3.000 vạn hỗn độn kỷ nguyên đã biến chất, từ nay nó có thể mọc ra 36 trái, nhưng không thể hấp thu máu của Chí Tôn, thì nó kết trái chỉ là vạn kiếp thánh huyết quả bình thường, giá trị cái cây thấp đi rất nhiều. Kỳ Linh biến sắc mặt: đúng vậy, cây vạn kiếp thánh huyết quả bình thường có thể kết ra 3 trái cây, còn cây này thì ra 36 trái, tương đương với 12 cây vạn kiếp thánh huyết quả bình thường. Chỉ khi hút máu Chí Tôn thì trái cây mới thần kỳ, xứng đáng quý giá hơn cây ăn trái bình thường gấp trăm lần. Kỳ Linh biết không nên quá tham lam, nhưng trong lòng vẫn thấy hơi thất vọng. Chỉ quý giá được gấp chục lần thôi sao? Nếu chỉ quý giá gấp chục lần thì không thể mời Chí Tôn được. Tộc trưởng băng thú lên tiếng: Chí Tôn từng nói có ngày nếu ai có thể mang đi giọt máu này thì hai tộc chúng ta sẽ lấy lại tự do. Bạc Minh Tiểu Hữu có thể thử mang giọt máu Chí Tôn này đi thử xem. Tộc trưởng hỏa thú kích động nói: đúng vậy, người mang nó đi là chúng ta sẽ được tự do. Gần 200 dị thú xôn xao, luôn ở chỗ này rất chán. Nhiều dị thú sinh ra tại đây, có vài con cổ xưa nhất bị Ba Lâm Chí Tôn dàn xếp ở lại. Chúng nó từng xem thế giới bên ngoài phồn hoa náo nhiệt, nơi này quá hiu quạnh. Kỳ Linh và Kiều Trần động lòng: mang nó đi ư? Tộc trưởng băng thú kể lại giọt máu này quý giá cỡ nào. Nó là Ba Lâm Chí Tôn hao phí bao nhiêu công sức luyện chế ra, vô cùng quý giá, quý còn hơn cái cây ăn trái ngươi nhổ vừa rồi gấp trăm lần. Dù là Chí Tôn khác cũng rất muốn có được giọt máu này, kiếm chút ảo diệu của Ba Lâm Chí Tôn từ trong đó. Kỳ Linh càng động lòng hơn. Kiều Trần truyền âm suối: Bắc Minh thử xem, có giọt máu Chí Tôn đặc biệt này chắc chắn có thể hồi sinh đạo lữ của ngươi. Kỳ Linh cũng không do dự nữa, bay ngay xuống hố sâu. Để ta làm thử. Càng tới gần thì giọt máu to vạn trượng hình cầu xoay tít phát ra uy áp càng mãnh liệt hơn. Kỳ Linh cố nén cảm giác sợ hãi, tuy không kiềm chế được nỗi sợ hãi nhưng Kỳ Linh không cảm thấy chút uy hiếp nào, nghĩa là giọt máu này sẽ không tổn thương hắn. Ba Lâm Chí Tôn để lại nó vì tu hành giả hậu bối, chứ không phải muốn giết hậu bối. Kỳ Linh động ý niệm, phù vèo, một hóa thân thần lực ngưng tụ bên cạnh Kỳ Linh. Hóa thân vươn tay phải ra chạm vào giọt máu lớn. Kỳ Linh vì phòng ngừa có nguy hiểm, cùng lắm hóa thân thần lực tan vỡ, còn hắn thì không bị ảnh hưởng gì. Sao? Giọt máu lạnh bút giá nhưng không tổn thương hóa thân thần lực Kỳ Linh. Hóa thân thần lực thử gồng sức lên, giọt máu rung rung. Không gian trong thế giới khổng lồ này hiện ra các đường vằn như sợi tơ, vô số đường vằn lấy giọt máu làm trung tâm. Hóa thân thần lực Kỳ Linh không thể di chuyển được nó. Kỳ Linh thấy vậy, bản tôn liền bắt tay vào làm. Lên cho ta. Kỳ Linh biến ra ba đầu sáu tay, sáu bàn tay vươn ra, chúa tể giáp y nổi lên lớp bảo vệ, sáu cánh tay cùng thò ra ôm giọt máu và gồng sức. Ầm ầm ầm, giống như con kiến muốn rời núi to vạn trượng, vô số đường vằn trong thế giới này liên kết với giọt máu. Kỳ Linh muốn di chuyển giọt máu là phải chống cự với cả thế giới. Tộc trưởng hỏa thú, băng thú, gần 200 dị thú trông ngóng mà nhìn. Mau lên đi, mau di chuyển đi.
ngày giọt máu bị mang đi thì chúng nó phụ trách thử thách tu hành giả trước máu chí tôn mới xem như công đức viên mãn, có thể rời đi. Kỳ Linh nhiều lần liều hết sức, lên, lên. Nhưng đối diện lực lượng cả thế giới không cách nào lay động. Đây dù sao là thế giới động thiên do chí tôn sáng tạo, cực kỳ ổn định, không phải hắn có thể lay động được. Trong Vĩnh Hằng Quốc Gia, trong một điện phòng xa hoa, hoa mỹ, cổ xưa, nơi này là phần điện trung tâm nhất toàn Vĩnh Hằng Quốc Gia. Một thiếu niên tuấn mỹ ngồi trên ngai vàng điện phòng, mặc trường bào màu đen hoa mỹ, hơi thở hùng hồn xa xưa. Thiếu niên là lãnh tụ cao nhất toàn tộc Vĩnh Hằng, An Thiền Đế Quân. Y luôn tọa trấn ở đây vì thần điện này nối liền năm tổ địa quan trọng nhất của tộc Vĩnh Hằng. Mỗi một tổ địa đều rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất là đệ nhất tổ địa, vì đó là Ba Lâm Chí Tôn để lại. Âm âm âm. Bỗng chấn động truyền đến, An Thần Đế Quân tọa trấn bảo vệ năm tổ địa phát hiện ra ngay, biến sắc mặt kêu lên: "Là đệ nhất tổ địa ư? Tổ địa chấn động sao?" Đó chính là thế giới Ba Lâm Chí Tôn sáng tạo, tộc Vĩnh Hằng quá quen thuộc. Đệ nhất tổ địa chỉ chấn động cả thế giới khi máu chí tôn quan trọng nhất bị đụng vào. An Thần Đế Quân truyền âm thúc giục: "Kỳ Ẩn Đế Quân, Đức Cổ Đế Quân, đệ nhất tổ địa có biến rồi, sợ là có kẻ xâm nhập, mau đến." Chỉ trong một khoảnh khắc, vèo vèo, hai bóng người cùng xuất hiện. Một người là nam nhân điển trai với mái tóc dài màu đỏ, Kỳ Ẩn Đế Quân. Người thứ hai là Đức Cổ Đế Quân, cao gầy, mặt tái nhợt. Hai người nhận được tin cũng sợ đứng tim chạy tới ngay. Ba người là ba vị đế quân mạnh nhất tộc Vĩnh Hằng, vô tận cương vực. Kỳ Ẩn Đế Quân, Đức Cổ Đế Quân sốt ruột mà trần đầy sát khí hỏi: "Sao, có kẻ xâm nhập đệ nhất tổ địa sao?" An Thần Đế Quân quát lên: "Mau vào, đi, đi." Ngoài người, ba vị đế quân này rực cháy ngọn lửa, đó là máu Vĩnh Hằng thiêu cháy. Muốn mở ra đệ nhất tổ địa để vào là rất khó khăn, phải trả cái giá rất lớn. Hiện giờ đệ nhất tổ địa có biến, bọn họ đã bất chấp. Ba vị đế quân mạnh nhất tộc Vĩnh Hằng, ngoài người rực cháy ngọn lửa, những ngọn lửa nối liền nhau dần dần tạo thành đồ án kỳ dị, là hình bàn tay to lớn co thành chảo. Đó là pháp môn mở ra thế giới động thiên do Ba Lâm Chí Tôn sáng tạo. Ông máu Vĩnh Hằng đốt thành lửa, tỏa ánh sáng, cuốn lấy ba đế quân, vèo một tiếng đưa vào thế giới động thiên. An Thiền Đế Quân, Kỳ Ẩn Đế Quân, Đức Cổ Đế Quân nhìn hư không ở xung quanh, thấy sông sao ở phía xa liền biết đã đến. An Thần Đế Quân lớn tiếng thúc giục: "Mau đi qua, nếu muộn sẽ rắc rối hơn. Đi." Vèo. Đế quân dọc theo dao động không gian, mang theo hai đế quân khoảnh khắc biến mất. Thế giới này rất ổn định, đừng nói bọn họ, dù là chút tể cũng không thể cưỡng ép xé rách thời không, nhưng chỉ dùng không gian độn thuật thì ảnh hưởng không lớn, vì đó là độn thuật lợi dụng dao động không gian, khoảng cách rất ngắn. Khi ba người họ lại hiện hình ra thì đã đến bên chân ngôi sao to lớn và kỳ dị. Đến rồi. Kỳ Ẩn Đế Quân biến sắc mặt hét lên: "Không!" Đôi mắt đỏ trở nên đỏ thẫm như máu, Kỳ Ẩn Đế Quân la lên: "Cây vạn kiếp thánh huyết quá, cây vạn kiếp thánh huyết quá, biến mất rồi." An Thần Đế Quân, Đức Cổ Đế Quân nhìn ra xa xa, phía xa đang có từng dòng khí dâng trào xua tan sương mù xung quanh. Cho ba người An Thần Đế Quân thấy nơi có cây vạn kiếp thánh huyết quả, giờ chỉ còn lại cái hố sâu hơn. Một thân hình cao lớn ở trong hố sâu đang ôm máu chí tôn định lấy đi. An Thần Đế Quân nghiến răng, khóe mắt muốn nứt ra. Hắn lấy đi cây vạn kiếp thánh huyết quả, giờ còn muốn lấy đi cả máu chí tôn sao? Kỳ Ẩn Đế Quân nhận ra ngay kẻ đang ôm máu chí tôn là Kỳ Linh, Kiều Trần đứng cạnh hố to. Là Bắc Minh Đạo Quân và Kiều Trần di trú. Chuyến đi dịch ba giới, Kỳ Ẩn Đế Quân đã từng gặp Kỳ Linh, Kiều Trần, khi đó còn đổi chút trái cây từ Kỳ Linh, do họ thành kẻ thù lớn. An Thần Đế Quân tức điên: "Hai đạo quân mà dám cướp căn cơ của tộc Vĩnh Hằng ta sao? Giết!" Đức Cổ Đế Quân cũng gầm lên: "Giết chúng!" Kỳ Ẩn Đế Quân cũng sắc ý ngập trời: "Giết!" Bọn họ không thèm để hai đạo quân vào mắt, họ là ba vị đế quân mạnh nhất toàn tộc Vĩnh Hằng. Bình thường ánh mắt nhìn văn bối khi xem đám đạo quân, thực lực của họ quá cao, có ăn đạo quân cũng không giúp ích gì cả. Một số đế quân yếu kém như Ma Lạc Ba Đại Đế, các đạo quân tộc Vĩnh Hằng thì lại thích ăn đạo quân của đạo Minh, trực tiếp nuốt luôn. Nên đạo Minh và tộc Vĩnh Hằng mới trở thành kẻ thù không đội trời chung. Thân hình Kỳ Linh hùng vĩ, vươn sáu cánh tay ra thử ôm máu chí tôn. Mỗi lần thử, Kỳ Linh thấy các sợi tơ hiện ra, vô số sợi tơ nối liền cả thế giới. Kỳ Linh quan sát kỹ: "Sao, những sợi tơ này..." Kỳ Linh muốn suy đoán xem
tại sao máu Chí Tôn nối liền với thế giới này. Chỉ cần tìm hiểu nó, nghĩ cách cắt đứt mối liên kết thì sẽ dễ mang đi giọt máu Chí Tôn này hơn. Hơn 1.000 năm Kỷ Linh phá 8 vạn trận pháp, giờ hắn đã có thói quen bắt đầu nghiên cứu. Bên trên bỗng vọng xuống tiếng kinh kêu là giọng của Kiều Trần giáo chủ. Là tộc Vĩnh Hằng ư? Kỷ Linh giật bắn người, vụt ngẩng đầu nhìn lên, ba bóng người đằng đằng sát khí từ chân trời lao đến. Kỷ Linh nhận ra ngay có một người là Kỳ Ẩn Đế Quân từng nói chuyện. Hai người khác Kỷ Linh chưa thấy tận mắt, nhưng hắn được tin tức tình báo biết hai đế quân cực mạnh khác của tộc Vĩnh Hằng là An Thần Đế Quân và Đức Cổ Đế Quân. An Thần Đế Quân, Đức Cổ Đế Quân, Kỳ Ẩn Đế Quân, ba người này tương đương với 8 thánh thành chi chủ. Đương nhiên, giống như thực lực đỉnh đạo quân có chia cao thấp vậy, 8 thánh thành chi chủ đẳng cấp Vĩnh Hằng Đế Quân cũng chia ra thực lực cao thấp vì tuyệt chiêu hay binh khí hoặc là bí thuật. Tóm lại, tất cả tạo thành thực lực khác biệt. Tộc Vĩnh Hằng vì huyết mạch Vĩnh Hằng khiến ba vị Vĩnh Hằng Đế Quân siêu mạnh, đặc biệt là thiếu niên mặc trường bào màu đen Hoa Mỹ An Thần Đế Quân càng là người mạnh nhất tộc Vĩnh Hằng. Nghe đồn thủ đoạn của An Thần Đế Quân siêu đáng sợ, còn có một bảo bối vũ trụ, thực lực không kém hơn cấp chúa tể quá xa. Kiều Trần sốt ruột truyền âm nói: Hai vị tộc trưởng, các ngươi từng nói tu hành giả nào đến đây đều cần thông qua thử thách của các ngươi, đúng không? Ba đế quân tộc Vĩnh Hằng cũng nên qua thử thách đi. Tộc trưởng băng thú gật đầu nói: Ồ, tất nhiên rồi. Tộc trưởng hỏa thú gật đầu hét to: Tộc trưởng băng thú bay lên uốn lượn xoay quanh giữa không trung, phát ra giọng trầm thấp phùng hồn: Ba vị đế quân dừng lại. Tộc trưởng hỏa thú đạp trên mặt đất, lửa toàn thân tăng cao, khí thế ngút trời, phát ra tiếng gầm thú: Nếu không dừng lại, các ngươi sẽ đối mặt hai tộc quần chúng ta vây công. Gần 200 dị thú ở giữa không trung cùng gầm lên, uy thế ngập trời: Dừng lại, dừng lại. Vèo vèo vèo. Ba vị đế quân của tộc Vĩnh Hằng đang từ trên cao lao nhanh xuống, chật khựng lại, biểu tình cực kỳ khó xem. An Thần Đế Quân đứng giữa không trung tức giận nhìn tộc trưởng băng thú ở phía xa, tức giận quát lên: Hắn đã nhổ đi vạn kiếp thánh huyết quả của tộc Vĩnh Hằng ta, giờ còn muốn đụng vào máu Chí Tôn. Tộc Vĩnh Hằng ta muốn giết hai tên trộm này. Bắc Minh Đạo Quân, Kiều Trần Giáo Chủ, hai người cũng thật to gan, dám đụng vào báu vật của tổ địa tộc Vĩnh Hằng ta. Kỳ Linh bay đến bên cạnh Kiều Trần, hai người cùng nhìn ra xa. Sao, báu vật của tổ địa ư? Có hai tộc quần ngăn cản nên Kỳ Linh, Kiều Trần cũng không hoảng hốt. Tộc trưởng băng thú nói: Hai tộc quần ta phụng mệnh Chí Tôn bảo vệ nơi này, muốn có ích lợi từ máu Chí Tôn ư? Vậy phải qua thử thách của chúng ta. Bắc Minh Tiểu Hữu đã qua được thử thách thì hắn phù hợp mệnh lệnh của Chí Tôn, dù mang đi máu Chí Tôn cũng không có gì sai cả. Còn ba ngươi, nếu các ngươi cũng vượt qua được thử thách thì các ngươi muốn đánh muốn giết hai tộc quần chúng ta cũng không xen vào. Nếu các ngươi không qua được thử thách thì chúng ta đành bảo vệ Tiểu Hữu Bắc Minh vậy. Kỳ Ẩn Đế Quân tức run người: Ngươi! Tộc trưởng băng thú nói thêm: Qua thử thách là được rồi, đơn giản thôi, từng người lên lần lượt đánh bại hai tộc quần chúng ta là xong. Ba người An Thần Đế Quân biểu tình cực kỳ khó xem. Lần lượt đánh bại hai tộc quần ư? Những con băng thú hỏa thứ con nào cũng đến đẳng cấp thánh thành chi chủ, thực lực của tộc trưởng lại càng mạnh, bị nhiều con vây công thì phải là chúa tể thực sự mới có hy vọng vượt qua. An Thần Đế Quân đã thử từ lâu, chênh lệch quá lớn. An Thần Đế Quân quát nạt: Chúng ta là tộc Vĩnh Hằng, đây là chỗ của chúng ta. Tộc trưởng băng thú phản bác lại: Không, đây là chỗ của Chí Tôn, chúng ta chỉ biết phụng mệnh Chí Tôn mà thôi. An Thần Đế Quân ra mồm át lẽ phải: Thế nhưng cây vạn kiếp thánh huyết quả là của tộc Vĩnh Hằng chúng ta. Tộc trưởng băng thú chế nhạo: Ồ, các ngươi quá yếu, không lợi dụng được bao nhiêu máu Chí Tôn. Từ lâu, thật lâu trước các ngươi mới trồng cây vạn kiếp thánh huyết quả này. Trong năm tháng vô tận, các ngươi hái không biết bao nhiêu lần. Giá trị những trái cây đã vượt qua gốc cây vạn kiếp thánh huyết quả ban đầu rồi. Các người đã có được đủ nhiều. Nhóm Tiểu Hữu Bắc Minh đã vượt qua thử thách thì bọn họ xử lý cây vạn kiếp thánh huyết quả đó như thế nào? Không đến lượt các ngươi xó mũi vào. Kỳ Ẩn Đế Quân nóng nảy nói: Đó là của chúng ta, là của tộc Vĩnh Hằng chúng ta. Cây vạn kiếp thánh huyết quả sau khi lột xác, dù không hấp thu máu Chí Tôn, cũng bằng 12 cây vạn kiếp thánh huyết quả bình thường, đúng là kỳ bảo. Quan trọng nhất là cây vạn kiếp thánh huyết quả có thể hấp thu tinh hoa máu Chí Tôn, ngưng tụ ra trái cây thần kỳ, giá trị quý giá hơn nhiều, cộng thêm giá trị lên gấp 10 lần, gần với Xích Ba Điện.
đó là của quý toàn tộc Vĩnh Hằng. Nếu không có cây vạn kiếp thánh huyết quả, muốn trồng một cây khác dần hấp thu tiến hóa phải mất mấy trăm vạn hỗn độn kỷ nguyên mới thành công được. Nhưng hơn 100 vạn hỗn độn kỷ nguyên nữa là âm dương sinh tử luân sẽ hủy diệt vô tận cương vực, nên bọn họ không cách nào bồi dưỡng cây thứ hai. Cây ăn trái thần kỳ này là độc nhất vô nhị. Thật lâu trước kia bọn họ đã tích lũy trái, vì nếu âm dương sinh tử luân hủy diệt tất cả thì phương thế giới này cũng sẽ bị nuốt luôn, nên trái cây tích trữ về sau sẽ biến mất. Bọn họ lên kế hoạch trong hơn 100 vạn hỗn độn kỷ nguyên cuối cùng cố gắng hấp thu tinh hoa máu chí tôn. Tương lai bọn họ sẽ nghiền nát cây ăn trái, hấp thu tinh hoa máu chí tôn chứa trong cái cây. Tinh hoa máu của chí tôn có ích rất lớn với huyết mạch Vĩnh Hằng của tộc Vĩnh Hằng. Với tu hành giả bình thường thì như Kỷ Linh chỉ nhổ một cái cây ăn trái, kết nhiều trái một chút mà thôi. Thế nhưng với tộc Vĩnh Hằng thì nó đại biểu cho tinh hoa máu của chí tôn. Trong cây ăn trái ẩn chứa tinh hoa bằng trái mọc ra từ ngàn vạn hỗn độn kỷ nguyên, nên tộc Vĩnh Hằng tuyệt đối không cho phép vụt mất. Tộc trưởng băng thú lạnh lùng nói: Nói nhiều cũng vô dụng, tiểu hữu Bắc Minh đã qua được thử thách nên chúng ta sẽ che chở cho hắn ta. Các người muốn đối phó hắn thì vượt qua thử thách là được. Tộc trưởng hỏa thú quát lên: Muốn đánh cứ đánh, không thể cút ra xa đi. Ba đế quân nhóm An Thần đế quân tức cõi máu nhưng không có cách nào cả. Kỷ Linh, Kiều Trần thở phào. Kiều Trần cười nói: Xem ra bọn họ không làm gì được chúng ta rồi. Kỷ Linh làm cụt hứng: Chờ khi rời khỏi đây, sợ là bọn họ sẽ truy giết chúng ta. Kiều Trần vô tư nói: Vô tận cương vực lớn như vậy, tộc Vĩnh Hằng và Đạo Minh vốn đã là kẻ thù không đội trời chung, ba vị đế quân không dám quá kiêu ngạo đâu. Kỷ Linh gật đầu. Chờ rời khỏi đây thì trời cao mặc chim bay. Với pháp môn sinh mệnh của hai người có thể dễ dàng ngụy trang hơi thở hồn phách và chân linh, đi đâu mà chẳng được, không cần sợ Vĩnh Hằng đế quân. Đột nhiên một tiếng cười gằn vang vọng trong thiên địa: Tốt, tốt. Kỷ Linh, Kiều Trần ngạc nhiên ngước lên nhìn. Trong ba vị Vĩnh Hằng đế quân, tộc Vĩnh Hằng đứng trên chân trời, An Thần đế quân dẫn đầu tức giận bật cười. An Thần đế quân tức giận mà quát: Nếu vậy thì động thiên chi linh hãy mau đi ra. Vèo, một luồng dao động hiện ra, ánh sáng tụ tập trên bầu trời hình thành một nữ nhân tóc bạc, khí chất siêu nhiên. Nàng nhuyễn miệng cười hỏi: Sao, có chuyện gì vậy? Kỷ Linh, Kiều Trần giật mình kêu lên: Động thiên chi linh ư? Bọn họ nhớ lúc được đạo chỉ dẫn của chí tôn, trong dị thú động thiên có động thiên chi linh, thế giới động thiên này cũng có động thiên chi linh, không lạ gì. An Thần đế quân cao giọng nói: Động thiên chi linh, đây là thủy tổ của ta sáng tạo thế giới động thiên do tộc Vĩnh Hằng, đây là tổ địa của chúng ta, nhưng hai đạo quân ngoại tộc lấy đi cây vạn kiếp thánh huyết quả còn muốn đụng vào máu chí tôn, xin động thiên chi linh hãy ra tay giết chết hai đạo quân. Kỷ Linh ngạc nhiên: Thủy tổ ư? Kiều Trần cũng kinh ngạc kêu lên: An Thần đế quân, người nói thủy tổ sao? Đây là ba lâm chí tôn sáng tạo ra ư? An Thần đế quân ở phía xa nhìn xuống dưới cười nhạt: Tộc Vĩnh Hằng vĩ đại chính là hậu duệ của ba lâm chí tôn. Kỷ Linh, Kiều Trần ngây người: Hậu duệ của chí tôn ư? Tộc Vĩnh Hằng lợi hại như vậy sao? An Thần đế quân tự hào nói: Bất cứ tử đệ đệ tộc của Vĩnh Hằng nào thức tỉnh trong người đều có huyết mạch thủy tổ ba lâm chí tôn vĩ đại. Tại sao huyết mạch Vĩnh Hằng thần kỳ như vậy? Vì là huyết mạch của chí tôn. Đây là thế giới ba lâm chí tôn sáng tạo cho chúng ta, là tổ địa của chúng ta, máu chí tôn cũng là chí tôn để lại cho chúng ta. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 232 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 233.